Thủy Tâm Nguyên xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Thông qua những cái video lần trước mà Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi đã giải đáp các thắc mắc câu hỏi của các anh chị cũng như đã trao đổi đến các anh chị liên quan đến các cái sơn hướng nào trong năm 2020 Canh Tý mà có thể là khai sơn lập hướng và chọn vào các cái tháng nào để mà có thể là xây mới hoặc là tu tạo sửa chữa trong năm 2020. Thì thông qua cái việc mà trao đổi đến các anh chị đến cái phương án thông tin như trên thì chúng tôi vẫn nhận được những cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị liên quan đến cái việc đó là vào năm 2020 thì các anh chị muốn xây mới ngôi nhà vào cái tháng này thì có được không, hay là 2020 các anh chị muốn làm cái nhà với cái hướng này thì có được không. Nhận thấy các cái thông tin của các anh chị đặt ra thì nó vẫn chưa có đủ những cái dữ kiện mà để Phong Thủy Tâm Nguyên tư vấn, thì ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ trao đổi thêm với các anh chị, tổng hợp lại các anh chị một cái chuỗi những cái video liên quan đến các tháng mà có thể là tu tạo sửa chữa, tức là chúng ta sẽ nói từ tháng giêng cho đến tháng chạp cuối năm 2020 và các tháng đó thì những sơn hướng nào mà có thể khai sơn lập hướng được và những phương vị nào mà chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được, thì trong cái chuỗi video này Đức Trung sẽ trao đổi với các anh chị một cách kỹ càng hơn. Trước tiên chúng ta cần phải thống nhất với nhau một số những cái quan điểm rằng là trước tiên chúng ta xác định động thổ làm nhà là chúng ta làm nhà trên đất. Do đó rằng là điều quan trọng chúng ta cần xác định được yếu tố vận khí của đất có làm được hay không, đúng không ạ? Do đó rằng là muốn xác định được vận khí của đất thì các anh chị cần phải xác định được tọa hướng của ngôi nhà. Thì các anh chị vui lòng và dùng cái ứng dụng La Bàn Việt, giống như ứng dụng La Bàn mà Đức Trung đang có cầm trên tay, để các anh chị tải về máy và đo xem là hướng nhà mình cụ thể đó là hướng gì và bao nhiêu độ. Thì căn cứ vào cái tọa hướng đấy chúng tôi cũng có thể căn cứ xét theo yếu tố vận khí của đất rằng là năm 2020 hay các năm sau hay là năm 2019 này cái hướng này có làm được hay không, và làm thì làm vào tháng nào. Cái câu chuyện làm vào tháng nào chính là cái tháng vượng để chúng ta xét, chính là tháng vượng. Thì chuỗi những video trước đó thì Phong Thủy Tâm Nguyên đã chia sẻ với các anh chị từng hướng một, làm vào tháng mấy là tháng vượng. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ quay ngược lại để nói các anh chị từng tháng thì cái hướng nào có thể làm được, căn cứ vào những cái thông tin như vậy để các anh chị có cái xác thực thông tin nó tốt hơn, cũng như là ước lượng được cái thời gian động thổ của mình sao cho nó chính xác hơn với cái tọa hướng của ngôi nhà mình. Do đó là để các anh chị muốn xây mới thì các anh chị vui lòng đo trước xem là cái hướng của nhà mình cụ thể nó rơi vào cái sơn hướng gì, để chúng ta xét tiếp rằng là năm 2020 thì cái hướng đấy làm vào cái tháng nào sao cho nó tốt nhất. Đấy, cũng như rằng là các anh chị muốn làm cái nhà của mình thì cái tháng mấy thì có thể động thổ được. Ok, vậy thì câu chuyện đó là chúng ta nhắc đến cái khái niệm đó là tháng vượng. Vậy thì tháng vượng theo quan Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi xét đó là tháng như thế nào? Trước tiên rằng là chúng ta lựa chọn đánh giá được cái hướng nhà mình vận khí vào năm 2020 có làm được hay không. Nếu mà làm được thì chúng ta chọn cái hướng tiếp theo, chọn cái bước tiếp theo đó là tháng vượng để chúng ta triển khai động thổ. Vậy tháng vượng đó, nguyên tắc xét tháng vượng như thế nào? Xét tháng vượng căn cứ trên yếu tố là nhật nguyệt đáo sơn, tức là căn cứ theo yếu tố là mặt trời mặt trăng đáo đến hướng hoặc là cái phương vị mà các anh chị muốn tu tạo sửa chữa. Khái niệm nhật nguyệt đáo sơn chúng ta cần phải xét kỹ thông qua cái việc đó một cái mặt la bàn 24 sơn hướng, tức chúng ta hiểu rằng là một cái mặt la bàn tròn 360 độ thì chúng ta chia ra làm 24 sơn hướng. 24 sơn hướng này chúng ta hiểu đó chính là 24 tiết khí. Do vậy rằng là vào từng cái thời điểm tháng khi mà mặt trời mặt trăng di chuyển trên quỹ đạo quay của mặt trời mặt trăng thì tương ứng với đến các cái vị trí trong cái mặt la bàn 24 sơn hướng đó, và 360 mà chia cho 24 thì các anh chị cũng có thể hiểu rằng là 15 độ một cái sơn hướng. Do vậy rằng là theo quỹ đạo mà mặt trời mặt trăng di chuyển đến các cái sơn hướng khác nhau thì nó tạo ra những yếu tố về cắt lợi, đắc lợi để chúng ta tiến hành là xây nhà mới hoặc là tu tạo sửa chữa ngôi nhà sao cho nó tốt nhất. Nếu như những cái yếu tố mà sát khí hàng năm nó vẫn không có cái sự ủng hộ cho ngôi nhà của mình thì chỉ có cách là chúng ta chọn vào cái tháng vượng để chúng ta khai sơn lập hướng, tức là chọn vào cái thời điểm mà nhật nguyệt, tức là mặt trời mặt trăng cùng đáo đến cái sơn hướng đấy để chúng ta triển khai xây mới. Do đó rằng là cái khái niệm nhật nguyệt đáo sơn chính là cái khái niệm mà chúng ta xét rằng là vào những cái thời điểm mà mặt trời mặt trăng di chuyển đến các cái sơn hướng trong cái mặt đồ hình 24 sơn hướng thì các anh chị biết. Do đó chúng ta quay lại với cái việc đó là vào các tháng thì chúng ta có thể là tu tạo sửa chữa hoặc là xây mới như thế nào. Trước tiên chúng ta cũng phải khẳng định cái yếu tố đầu tiên đó là dù rằng là thái âm thái dương tức là nhật nguyệt đáo sơn, tuy nhiên vẫn có những cái hướng nhà mà chúng ta xác định là không thể làm được do cái yếu tố nó phạm phải những cái thần sát quan trọng. Đặc biệt như năm 2020 đó là chúng ta có hướng bắc và hướng đông là chúng ta không thể xây mới được, do rằng là yếu tố là đối với hướng bắc thì năm 2020 tam sát nó đáo đến phương tọa, tức là đáo đến ba sơn hướng đó là tị, ngọ và mùi. Do đó rằng là
xây cái nhà mà tọa vào tam sát thì chúng ta không có làm được. Do đó xây cái nhà mà tọa nam hướng bắc thì chắc chắn năm 2020 chúng ta không thể làm nổi. Do đó sát đầu tiên là hướng bắc năm 2020, bao gồm cả ba sự hướng nhân quý quý chúng ta không nên động thổ. Tiếp theo đó là hướng đông, chúng ta cũng không nên làm trong năm 2020 này. Hướng đông bao gồm ba sự hướng là giáp mão ất, tương ứng với cái việc đó là tọa tây hướng đông, tức là tọa canh dậu tân và hướng giáp mão ất, đúng không ạ? Thì chúng ta không nên làm được. Tại vì năm 2020 ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng đông, do đó là xây cái nhà mà tọa tây hướng đông chắc chắn chúng ta không làm được luôn. Vậy thì chắc chắn một điều là với 2020 thì hướng bắc và hướng đông là hai sơn hướng chúng ta không thể làm được. Các cái hướng còn lại chúng ta cần phải xét kỹ vào từng cái sơn hướng một. Ví dụ hướng nam bao gồm ba sơn hướng là Bính Ngọ Đinh, tây nam bao gồm ba sơn hướng là Mùi Khôn Thân, hướng tây bao gồm ba sơn hướng là Canh Dậu Tân, hướng tây bắc lại bao gồm ba sơn hướng là Tuất Cần Hợi, hướng bắc bao gồm là ba sơn hướng là Nhâm Tý Quý. Như chúng ta đã nói vừa rồi, Nhâm Tý Quý không xây được. Tiếp theo hướng đông bắc bao gồm ba sơn hướng là Sửu Quân Dần, hướng đông bao gồm ba sơn hướng là Giáp Mão Ất. Hướng đông chúng ta có khẳng định vừa rồi đó, năm 2020 chúng ta không làm được. Và hướng đông nam bao gồm ba sơn hướng là Thìn Tố Tỵ. Mỗi một sơn hướng khác nhau này, cái yếu tố vận khí của nó khác nhau, do đó chúng ta cần phải xét kỹ từng sơn hướng và vào từng tháng. Quay lại với câu chuyện đó là các tháng thì chúng ta xây dựng được nhà mới với cái hướng nào và tu tạo sửa chữa theo phương vị nào. Chúng ta đi vào tháng đầu tiên, đó là tháng Mậu Dần. Tháng riêng Mậu Dần với cái việc đó là chúng ta chỉ có thể xây mới được với cái nhà hướng nam. Nhà hướng nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ. Với cái nhà hướng nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ, bao gồm 3 sơn hướng là Bính Ngọ Đinh. Về cơ bản hướng nam năm 2020 khai sơn lập hướng rất là tốt, tức là tọa bắc hướng nam đấy. Do đó rằng là chúng ta chọn cái tháng vượng để chúng ta triển khai thì vào tháng riêng là tháng mà chúng ta khai sơn lập hướng rất vượng đối với cái nhà hướng nam. Tương tự như thế với cái nhà với cái tháng riêng, tức là tháng Mậu Dần, thì tu tạo sửa chữa rất tiếc là chúng ta không nên tu tạo sửa chữa vào cái tháng riêng này. Tại vì rằng là chúng ta hiểu rằng là vào cái tháng riêng thì các cái phương vị của nó thì không có đắc trong cái việc nhật quyền đáo sơn, do chúng ta không có tu tạo sửa chữa được. Đối với cái nhà hướng, đối với cái tháng riêng đó là tháng Mậu Dần, thì nhắc lại với các anh chị, chúng ta chỉ có thể xây mới được với cái nhà hướng nam. Hướng nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ với ba sơn hướng là Bính Ngọ Đinh.